Best Sky 41 Ultra không chỉ kế thừa những ưu điểm của Sky 41 và Sky 41 Pro, đó là điều chỉnh góc một cách linh hoạt. Nó có thể quay tròn 360 độ hoặc là chỉnh góc 90 độ hoặc 180 độ tùy ý muốn của anh chị. Thứ hai là chống rung lắc thì nó giúp cho anh chị cố định một cách dễ dàng hơn trong khi anh chị tưới. Và thứ ba là khả năng chống gió thì khi mà tưới thì nó phun ra một lượng nước cực kỳ là lớn cho nên là nó sẽ đỡ bị gió tạt hơn rất là nhiều và thời gian tưới của nó có thể nhanh hơn 1 phần 3 so với tất cả các loại bếp thường anh chị nhé. Tư là nó có họng nhiều họng phun như họng 12, 14, 16, 18, 20, 22 và nó có hai bộ như vậy cho nên là nó có thể thay đổi được bán kính phun và có thể sử dụng được rất là nhiều loại máy bơm anh chị nhé. Và cái thứ năm đó là có thể tưới được diện tích lớn là từ 3 sào cho đến 5 sào trên một lần Đây các bác tưới. nhá. Thì nó giúp cho anh Tưới các chị bác tưới nhìn đây ở nhanh trong hơn này. so với các loại bếp Nhìn thường anh chị nhé. Ngoài những cái ưu đây điểm đều trên rồi các bác này. thì cái bếp Sky Đây 41 thì đều ở Ultra trong ngoài nó luôn các có bác những nhá. cái ưu điểm vượt trội hơn, đó là nó Đấy, có một có cả cái họng fan phun này. ở bên trên, nó giúp rải nước đều từ trong ra ngoài và khi mà chúng ta chỉnh nhanh chậm thì nó vẫn có thể rải đều nước từ trong ra ngoài anh chị nhé. Và cái thứ hai nữa là chỉnh tốc độ quay nhanh hoặc quay chậm. Cái thứ ba đó là có một cái khóa nước bằng đồng, thì cái khóa nước để bằng đồng này nó giúp cho nước không bị rò rỉ này và cái tuổi thọ của nó cực kỳ là cao. Và ngoài ra thì cái khóa nước bằng đồng này ấy, thì cái vị trí khóa nó nằm ở gần thân bếp hơn thay vì nằm ở giữa bếp, nó tránh cái khả năng mà bị gãy cho quá trình là bật chỉnh góc anh chị nhé. Và cái thứ tư ấy, nó là cái cốt đồng của nó thì nó dày hơn cho nên là nó bền bỉ hơn so với các cái loại bếp Ôi trước chà. anh chị nhé. Và cảm ơn anh chị đã xem. Nếu như anh chị có những thắc Ờ các mắc bạn thấy gì không? thì hãy để lại tin Mặt nhắn này cực kỳ đều để luôn. bên em có thể tư vấn Đó cho thỉnh anh chị thoảng một cách dễ nhất để sao cho anh chị xa sử dụng gần đó một là máy bơm nó đang và xả đường nước từ ống những cây sao gần cho các bạn nó nhé. phù hợp nhất, khỏi mua về mà không sử dụng được Quay thì xa là uổng cho các tiền bác của anh coi. chị anh chị nhé. Đó. Cực kỳ là đều luôn các bạn.